Dạ, con xin được mến chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Chúc quý cô chú hôm nay có ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình ha. Hôm nay thì con tiếp tục ghé lại vườn của anh Út quý cô chú ơi, tại Tân Hòa, Cô Lai Vung, Đồng Tháp, giới thiệu đến quý chú một lô cây mới thì cũng gồm có cây ăn trái, và đặc biệt hôm nay mình có một cái lô bông trang củ đế rất là to đẹp nha quý cô chú. Mình xem hết clip giúp con ha. Đầu clip sẽ là những cây ăn trái và một cây bạch thiên hương đẹp ha. Dạ rồi, em chào anh Út ơi. À, mến chào chú Khánh và toàn thể của bác anh chị em đằng xa đang xem kênh bonsai lục đỉnh miền Tây kính mến. Thì hôm nay ngày mới giúp chia sẻ một số cây ăn trái và bao gồm một lô bông trang cổ đế quái rất đẹp, bao gồm Dạ. các loại. Muốn giao lưu cùng với các bác anh chị em đằng xa, mong các bác anh chị em đằng xa xem thương tình ủng hộ. Xin chúc trân trọng cảm ơn. Và chi tiết giao lưu với Nhân Út qua số điện thoại là 0349881409. Số đó là số Zalo của Nhân Út. Để đi vào chi tiết mã cây số 1, đó là cây ăn trái cây lê kia hồng sim. Cây hồng sim Cây hồng sim sơ bô của chú là ha, gọi là cây sibo, cây sơ bô hồng sim, cây cây đang ăn thường trái. chậu nha các anh chị em. Cây thường chậu đang vô trái rất là nhiều, các anh chị em giao lưu gì đặt thường chậu là mình chơi thôi, Đặc biệt là cây này dán bài luôn rồi đang ha. bay trái rất là nhiều, tầm gần 20 trái luôn á. Dạ, cây đang mang trái nhiều. Rồi em Út xây một vòng nha, Cây này nặng quá anh lên bằng xây không được ha. Đúng rồi, Không nổi cho nên là mình xây một nó vòng. cũng khá là to, cái tầng bay cũng bay xa nè đó. Dạ. Rồi em Út quay một vòng diện Út coi chi tiết. Trước tiên là tầng ba gì đi, 1 mét, mét 7, mét 8 á Mét đó. tám. Rồi cái chiều chiều cao từ mặt đất đến cái ngọn đọt nó là 1 mét 6 đó. Dạ. Đặc biệt cây này có cái củ cũng Có cái tròn luôn củ cô tròn nở nữa nha. Rồi Út đo vị trí nơi cái hoành thân ở đây được 48 hoành. chú. Dạ, 48 anh 48 ha. hoành. Dạ. Đường kính bầu là 5 tấc. Dạ rồi, đường kính bầu Rồi 5 tấc. Út quay một vòng bên đây, trái của nó là gần 20 trái, có hơn nha các anh chị em. Đó, dán bài các anh chị em vô đặt trong chậu là mình chơi thôi, vừa đẹp mà vừa có trái ăn luôn. Dạ rồi. Rồi cây sabo mã số 1 nếu cho lưu với giá là 2.600.000, nếu bao ship 200 cây số 2.600.000 đúng ha. 2.600.000. Cây này cũng khá là to, khá nặng nha các anh chị em, nó phí ship rất là cao. Của anh chị em gần xa ở vùng ngoài thì có giao lưu thì hỗ trợ tiếp phí ship Út, nhằm cảm ơn. Dạ. Rồi cây Rồi, này cây thường to chậu, lắm của chú ơi, cây đang mang trái ha, mang đặc trái biệt nhiều dáng lắm. bài cũ đẹp. Rồi tiếp theo đổi cây đến mà Rồi. cây số 2. Dạ, rồi tiếp anh Út ơi. Rồi tiếp theo là đến mà cây số 2, đó là một cây lê kima xưa Dạ. đang cho bông rất là nhiều, dáng trực tàng đa. Cây lê kima xưa. Lê kima xưa Lá dài anh ha, lá dài, lá dài. nhúc mày một vòng vào đó chi tiết. Một cây trực đa của chú rồi, Trực bông đa quá trời luôn, bông đều nhánh hết trơn luôn ha. Cái này ảnh ảnh cắt gọn lại luôn đó đúng của rồi, chú. cái phơm tàn này vừa đặt lên chậu là vừa có bóng mát mà vừa có trái xay rất đẹp luôn. Dạ. Đây. Tiếp theo là lúc đo chi tiết chiều cao, Bông quá trời luôn nè, bông đầy hết trơn luôn. cây có chi tiết chiều cao từ mặt đất tới ngọn đọt của nó là 2 mét á, 2 mét có hơn á. Dạ. Tán ngang có cành gì là 1,5 mét. Rồi. Chiều rộng ngang cắt lại còn 1,5 mét anh ha. Đúng rồi, hoành thân gốc vị trí được 40 đi anh ơi. bốn mươi 41 bốn tính mươi hoành 40 đi. 40 hoành. Dạ. đây củ đế nở nha, Đế thì nở chạc ra anh chạc ha. cái chữ A, Chạc tròn ra. đường kính bầu là nó 5 tấc rưỡi. Dạ rồi. Đó, cái củ nó nở nha các anh chị em. Đó, cái củ này nè, dưới đây củ đặc gì được 62 á, củ đặc cái này nè. Dạ, 62. Một cốt sạch sẽ Một anh cốt Út sạch hả? sẽ, dáng trực tàng đa, Trực đa cốt càng lớn. đã cho bông nhiều lắm, bông lự hết trơn luôn. Nó Rồi, quay cái một này vòng. về yên tâm là đã bông trái rồi hả chú? Đúng rồi, trái Cứ xài lắm. trồng Đây cái ba này chỗ thích trái hợp. này ăn ngọt và bột nó kiểu nhẹo à, ngon lắm nha Út, đã ăn rồi. Dạ rồi, cây Rồi, này giá sao đây anh? cây ly kima mã số 2, nếu vô lưu giá là 2.600.000. Cũng 2.600.000, Cây bao ship, to. bao ship 200 cây số nha anh chị em. Cây này lên chậu đẹp lắm chú. Cây này lên chậu mốt sữa tan đa nè, quý chú thấy trái đó nè, bông nữa nè, quá trời luôn. Quá cỡ luôn. Quá cỡ luôn, đủ sức là trái nhiều lắm nha. Đúng rồi, cây này cây phát triển rất là tốt.
Dòng này là dòng xưa của mình, lá dài, trái nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm ngon. Thơm ngon, ăn nó dẻo nhẹo mà bột nó mịn lắm. Còn cái dòng Thái thì trái nó to nhưng mà nó không có thơm bằng cái trái bị xưa mình. Loại xưa mình. Cái rất đẹp của anh chị em ơi. Với lại cái màu vàng của cái trái xưa nó đẹp lắm. Vàng tươi luôn. Rồi tiếp theo, nếu cỡ cây đến cây số số 3. Ông kéo qua đây. Dạ. Tiếp mà cây số 3 đó là một cây nhãn nhãn tím lông tím đột biến. Đây, cây này đã thuần thuần chậu luôn rồi các anh chị em ơi. Đã thuần luôn anh ha. Thuần luôn rồi đây. Nằm ở trên cái bầu nhưng mà vẫn tiếp tục là trái đó. Bông mà trái lớn luôn đó. Chưa anh đừng quay nha Nút. Đây, trái nó đây, trái tím đây. Đây ha cô chú. Trái này là chưa chín lắm nha cô chú, chín là nó căng ra mọng ra ha. Nó mới có hột hả? Nó còn to nữa nghe cô chú, đây nè. Đó, còn này ra, mới tiếp tục ra nữa nè anh ha. Đúng rồi. Đây nó. Đó, trái tím, lá tím, bông tím, nói chung cái gì cũng tím hết trơn cô chú. Nhãn lông đột biến, còn gọi là nhãn nhãn tím á. Này vẫn ăn nó vẫn thơm bình thường như là nhãn lông. Đúng rồi. Mà nó mới có trắng cháo hột mà. Nó chưa có bự. Trái nó to ha, nó trái to lắm. To như nhãn xuồng á, giống như nhãn xuồng luôn đó, to bằng nhãn xuồng vậy đó mà nó thơm như giống như nhãn lông vậy đó. Chân nào đẹp lắm của bác anh chị em ơi. Rồi tiếp theo Dương Út sẽ đo hạo chi tiết đây một vòng rồi đo chi tiết. Rồi, cây nhãn lông thoát thân cũng cao. Ăn cho trái luôn. Ăn trái. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt đất đến cái ngọn đọt nó là 2m. Tán ngang là 1m rưỡi hơn, nhúc kể 1m rưỡi. 1m rưỡi đây nè ha. Độ thoát thân từ mặt bầu đến cái chi cành nó là 9.4. Dạ, thoát thân 94. Vành thân thì cũng chắc mười mấy thôi. 13 hơn, nhúc kể 13. 13. Đường kính đầu của nó là được 4.3. Dạ. Rồi cây nhãn lông tím mã số 3 nhúc vô lưu giá là 2.100.000, 2.1.000. Nhúc bao ship cây này nhúc bao ship cũng 200 cây số. 200 cây thôi anh ha, 200 cây. Xa hơn thì mình thương lượng ha. Xa hơn phương thương lượng tiếp cái ship thì Út trân trọng cảm ơn. Vì dùng ngoài ship cây này phí cao lắm. Cái này lên nó chậu thích hợp vui chú. Gọn gàng lên chậu đẹp. Rồi, nó tiếp nút đổi cây đến cây số 3. Đổi anh ơi. Cây thuần trên của anh chị em giao lưu gì mình đặt chỗ là mình chơi thôi nha. Tiếp theo đến là cây số 3 đó là cây hoa dành dành Bạch Thiên Hương. Bạch Thiên Hương. Đây đây đây, bông. Đây qua nó đây. Bông đây, bông Bạch Thiên Hương đây cũng rất là thơm ha. Này là bông này sắp tàn rồi nè, mà nó còn vậy nè. Cây thuần chậu khá lâu rồi anh chị em. Trái nó đây quý chú. Có trái luôn đó, trái Bạch Thiên Hương đây. Trái cũng độc đáo anh ha. Đúng trái, rồi. Trái chín đỏ đó. Cái mà nó chín là nó đỏ. Nó tròn tròn vậy đó, cũng đẹp lắm, chín là nó đỏ. Dạ. Yeah. Anh thử bóc cái trái này ở trong này ra giùm em coi nó ra sao anh Út ha. Cho quý chú mình xem luôn. Nè nó đỏ nè ha. À trái chín là đỏ đó, nó có hột luôn. Trái trong vậy nè quý chú. Thì những cái đọt này nó đang ra trái và đang ra bông rất là nhiều đó. Cây thuần chậu khá lâu rồi. Rồi chúng ta thêm một vòng cho chi tiết. Cái nụ bông, nói chung là cái tàn này khá là tròn nha. Tàn tròn mà nó dày đặc luôn. Tàn tròn dày. Đó, chúng quay một vòng cho chi tiết. Rồi. Nay mưa nữa quý chú, rồi cây thì lớn nặng quá ha, cũng thông cảm cho. Rồi tiếp theo chúng đo chi tiết từ mặt đất đến cái ngọn đọt nó là 1m6. 1m6 còn hơn. Tán ngang nó cũng vào 1m8 luôn các anh chị em ơi. 1m8 tán ngang của nó đó. Dạ rồi. Nó bầu tròn vậy là đường kính bầu tròn là 1m5 á. Rồi tiếp theo hút quay một vòng rồi đó cái bàn thân gốc. Rồi cây từng chậu khá lâu của anh chị em ơi. Đo tổng cái cụm như vậy đi. Là được 36. Thơm quá chú ơi. Tổng cụm là 36, cái này một cốt nữa anh chị em, nhúc chưa có khui sợ mất sức. Nhúc đo thân chính của nó thôi. Thân chính của nó được 24 hoành. Dạ rồi.
đó. Đây, bạch thiên hương. Và đường kính bầu, đường kính bầu là được 4 tấc rưỡi. Cái bộ nơm bầu nó là 2 tấc 7 á. Dạ rồi. Rồi cái bạch thiên hương gọi là hoa dành dành thuần chậu mã số 4, nhúng vô lưu với giá là 2,5 triệu. Nhúng bao ship toàn quốc cho quá anh chị em đằng xa yêu thích luôn. Tàn đẹp ghê hết chú, tàn tròn xe luôn. Này mà lên rổ bông cái là thơm nguyên một cái làng luôn. Thì nó đang búp bông rất nhiều của anh chị em ơi. Thơm nguyên sớm luôn. Thơm như đấm thơm luôn á. Anh để ra đừng quay gì mà em ha. Ta cũng búp bông rất là nhiều luôn á. Đây mấy cái nụ búp nè, mấy cái nụ búp nó chuẩn bị lên. Chuẩn bị nhóc hết trơn luôn. Nó đang lú rồi đọt là bắt đầu búp bông nè. Nhóc hết. Nè. Dạ. Nhóc chân bông. Được. Rất là thơm. À, 2,5 triệu anh ha. 2,5 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo là mình sẽ ra mình tham quan một cái lô đúng bông trang cực kỳ VIP luôn chú. Đúng rồi, cụ đế rất là đẹp. Rất VIP luôn. Rồi thì mến chào cô bác anh chị em ra xem tham khảo nha. Dạ, tiếp anh Út ơi. Rồi, tiếp theo nhóm giới thiệu đến một lô bông trang giờ gồm bao gồm 5 loại. Trước tiên là cây Mỹ cam sù. Mỹ cam sù. Gốc rất là to nè chú. Nó sù giống như mai sù vàng vậy đó. Đó. Cây bonsai lùng lực. Cái này nuôi chắc cũng mấy năm rồi anh. Đúng ha. Rồi. Đó, bonsai lùng lực chi đằng đa. Đây. Giữ vị trí này giùm em luôn anh. Đo vị trí này luôn. Giống như là cái củ sù của mai vàng của anh chị em. Rồi giúp đo vị trí đây. Được 29 hoành. Rồi 29. 29 hoành. Thóc thân. Thóc thân là 1 tấc 7 tấc 8 đó. Dạ. Chiều cao 80. Tán ngang 90. Cái này về mình cắt lại tùy thích heo chú. Đó mình lấy cái được cái đường kính bầu là 3 tấc rưỡi. Lấy cái cũ tròn xe. Đó. Cây già. Mỹ, rất là già luôn, cũ đẹp. Cây Mỹ cam mã số 5. Mỹ cam. Rồi, nhiêu đây anh? Rồi cây Mỹ cam mã số 5 này Út vô lưu giá là 1,5 triệu. Chút bao ship toàn quốc. 1,5 triệu anh ha. 1,5 triệu, bao ship toàn quốc. Dạ. Quá cỡ cái cũ luôn của anh chị em ơi. Còn nhiều cái cũ khác cũng đây, to luôn. Đo cái cũ như này nha. Bây giờ chưa hạ cái cũ đặc như thế này. Cũ đặc nó là 40 á. Dạ rồi. Đó, đặc khách như nè. 40. 1,5 triệu. 1,5 triệu. Dạ. Rồi Út bao ship toàn quốc, tiếp thêm của đổi cây. Cây thường chậu chân các anh chị em ơi. Giao lưu gì mình đặt lên chậu là mình chơi thôi. Rồi nó tiếp đến ở số chơi cái này luôn đi anh. Đúng rồi. Cây số 6, Mỹ Hồng. Mỹ Hồng. Một cốt. Mỹ Hồng một cốt. Mỹ Hồng một cốt. Cây này cũng quá đẹp để lên chậu rồi. Đúng rồi, phù hợp lên chậu của anh chị em ơi. Đó. Cây thuần bầu hết nha anh chị em. Là một tuần lễ hết rồi đó. Có anh chị em vô lưu gì đặt trong chậu là mình chơi thôi. Dạ. Rồi tiếp theo múc đo chi tiết. Bông to đùng luôn. Cây gói chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là 1m2, chúng kể mét quét thôi. Tán ngang là 1m. Dạ. Hoành thân gốc là được 24 hoành. 24 hoành. Cây này mình có thể phối dáng bài hay chứ, một cốt bài. Đường kính bầu là 4 tấc. Thóc thân đến cái chi cành nó là 2 tấc 9. Dạ. Rồi. Rồi cây Mỹ Hồng mã số 6. Nhúng vô lưu với giá là 1,2 triệu. Nhúng bao ship toàn quốc. Lên chậu đẹp lắm quý chú ơi. Ê, lên chậu bông to đùng luôn. Bông búp nhóc chân của anh chị em ơi. Cây già mà lùng lực. 1,2 triệu anh. 1,2 triệu, nhúng bao ship toàn quốc. Rồi, dạ. Tiếp tục đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo đến mấy cây số 3. Số 3. Có một cây trang sen. Có một cốt. Cây duy nhất trang sen thôi anh hả? Đúng rồi. Nhanh tay của chú rồi cái cây này. Là số 7 nha anh chị em. Mã số 7 đó. Đẹp. Tiếp nói là mã số 7 đó. Đó, trang sen một cốt tàng dù, cốt thân cao, cụ đế đẹp. Rồi tiếp theo là chi tiết. Tàng dù. Này mình vô dây cái là xè tàn ra. Đúng là... rồi, rất là đẹp luôn, đang đẹp có bông luôn đó. Vừa vô dây lắm. Chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là 1m1. Chút cái mét thôi.
Nó ngang là gần 1 mét, cây chín tấc. Rồi, cây có cái củ là 32 hoành cái củ nè. Tôi đặt đó. Dạ rồi, củ tròn. Rồi hoành thân vị trí đây. 20. 20 hoành. Đường kính đầu là nó 3 tấc 6. Rồi, quay cho mẹ em đi ha. Mã số 7. Một cốt thoát thân tàn dù. Có thân tàn dù. Tàn dù đẹp. Đang có búp bông của bên trên. Rồi. Rồi cây trang sen lá chung. Mã số 7 hút vô lưu giá là 1.200.000. 1.200.000. Nhưng bao ship toàn quốc. Rất là vừa vô dây luôn quý chú. Đúng rồi, cây này rất đẹp luôn á. Củ đế nở rồi nè. Thèm vô dây luôn. Rồi tiếp theo là có cây. Cái là cái cây dù tròn xe luôn. Đến là cây số 8. Đó là một cây trang vàng. Trang vàng. Đơn vàng lá chung. Dạ. Đó, có củ đế lên da me xua đũa luôn. Lên da xua đũa. Lên da xua đũa luôn. Rồi giữ đây cho em coi cái bông cá này. Đây trang vàng. Trang lá chung. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại mấy em trang vàng này ha. Quá trời cái củ. Dữ lắm luôn cái cây này. Lên bonsai lên chậu là còn gì bằng nữa. Mình chỉ chăm sóc xương xương là mình ngắm bông ngắm qua thôi. Nói chung là lô này của anh rất là già cây. Tiếp theo là chi tiết. Củ đế đẹp. Từ mặt bầu đến ngọn của nó là được 9 tấc. Dạ. Lá ngang 8 tấc. Rồi đó cái củ nè. Đó. Cái củ nó muốn xù trên luôn cái anh chị em. Đó cái củ dài dài gì được 47 nè. Rồi, 47. Cái củ xù hết bệt anh ha. Xù bệt luôn á. Rồi hoành thân vị trí đây. 24 hoành. 24 hoành. Dạ rồi. Tốc thân đến cốt cành nó là 3 tấc. Đường kính bầu là 4 tấc. Dạ. Mẫu đơn vàng lá chung. Vàng lá chung. Mã số 8 nhưng lưu giá là 1.400.000. Bao ship toàn quốc anh các anh chị em. Dạ rồi. Cây này kiếm những cái cây cũ gì mà dáng bonsai gì cũng hiếm các anh chị em. Đáng siêu tầm để chơi nha. Lên chậu đó. Nhìn phô cái nét này ra nữa. Quá đã luôn, những cái cũ không cũng là giải trí nữa, thư giãn nữa. Rồi tiếp theo cũng đổi cây. Dạ. 1.400.000 anh ha. 1.400.000. Bao ship toàn quốc. Rồi nó tiếp đến cây. Đây cây này mới phê nữa nè. Cây Mỹ Hồng. Mỹ Hồng. Cây Mỹ Hồng. Cái bầu nó hơi nghiêng chút. Nhút chim. Đó, cây này có củ đế đẹp. Khá là to, dán giật tàn đa luôn. Dạ rồi. Một cốt mà lùng lực anh ha. Lùng lực. Mỹ Hồng thì mình nhìn thấy nhiều cây khủng khủng không cô chú. Cây cao á. Còn để mà lùng lực vô chậu mấy cây thế này nè. Cô chú có cái không gian mình nhỏ nhỏ mình chơi cũng hợp lý lắm. Cây này bầu hơi nghiêng của anh chị em xong cảm nghe gì chỉnh sửa lại của anh chị em. Cây già to. Rồi cây này đã thuận bầu hết trơn rồi. Giao lưu về đặt trên chậu là mình chơi thôi các anh chị em yên tâm nha. Bầu hơi nghiêng mình về anh chồng đứng lại ha. Thì nó sẽ ngay ngắn lại thôi. Tiếp theo là chi tiết. Từ mặt bầu đến ngọn của nó là 1 mét hơn chút cả 1 mét. Lá ngang nó 1 mét 2. Dạ. Rồi hoành thân vị trí đây được 23 hoành hơn. 23. Chút cả 23 hoành thôi. Cây năng cây nghe anh chị em. Trên đây là chút đo 22 hoành đó. Dạ, còn cái phần chân bệ được một chút nó cũng. Đó, đây là 23 24 hoành nè. À. Dạ rồi. Đường kính bầu là 3 tấc 7. 37. Rồi cây Mỹ Hồng mã số số quay 9. Quay tròn vòng giùm em. Mã số 9. Đó, củ đế nở nha anh chị em. Dạ. Rồi cây Mỹ Hồng mã số 9 cho lưu giá là 1.500.000, chúc bao ship toàn quốc. 1.500.000 anh ha. 1.500.000, chúc bao ship toàn quốc. Cây này đẹp lắm anh chị em. Rồi, tiếp theo cũng đổi cây. Dạ. Tiếp theo là cây số 10. Số 10. Đó là một cây trang vàng hương. Vàng hương, một xanh. Đây 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 đây, giữ vị trí đó cho thấy cái bông đó. Ra đúng rồi. Đây, bông nè. Vàng hương đột xanh. Có củ đế xù nữa. Dạ rồi, vàng hương đột xanh bông đậm, bông đậm. Tiếp theo là chi tiết. Từ mặt bầu đến ngọn là 7 tấc rưỡi.
Lá ngang là 7 tấc 8. Này cũng quá đẹp để vô dây của chú à. Đúng rồi. Không sai lùng lực. Vừa lắm luôn. Đây này củ xù luôn đó. Củ đẹp, củ. Rồi chúng đo cái củ củ xù nó là 30. Củ xù nó 30 á. Dạ rồi. Vành thân nhìn cái eo nhỏ về được 16 vành. Kể 15 thôi. Quay quay giùm em cái củ này đi ha. Củ. Đó. Củ cũng tròn heo chú. Củ tròn mà xù đó. Mã số 10. Số 10. Được kính bầu nó là 3 tấc 2. Rồi cây trang vàng hương, đột xanh, xanh, bông đậm. Mã số 10, chúng tôi lưu ý giá là 750k. Rồi, cây này dễ chơi luôn. 750 thôi anh ha. 750 thôi. Có ship toàn quốc cho anh chị em mình sao yêu thích luôn. Rồi nó tiếp muốn đổi cây. Lâu lắm mới thấy lại cây này nữa, nó nút vàng hương, đột xanh, bông đậm. Rồi, không trang nó quật. Rồi, tiếp theo đến với cây số 11. Đó là cây Mỹ Cam. Cây Mỹ Cam. Mỹ Cam. Dạ. Đây. Dáng trực. Cũng tàn dù luôn. Phơm tàn dày đặc lắm anh chị em. Dạ rồi. Đó. Cây này cũng quá đẹp để vô chậu nữa của chú à. Mỹ Cam đó, ha. Mỹ Cam. Mặt bông có sẵn chân luôn. Cây thường chậu, thường bầu hết rồi. Vậy đặt lên chậu là mình chơi thôi. Chiều cao là 7 tấc 7. Lá ngang là 9 tấc. Rồi hoành cái củ nó đây là 27 của anh. Hoành củ 27. Rồi hoành thân ở đây được 18 của anh. Dạ. 18 của anh. Được kính bầu là 3 tấc rưỡi. Tốt thân là 1 tấc rưỡi. Rồi. Rồi cây Mỹ Cam mã số 11. Vô lưu với giá là 900k. 900. Nào chú nhìn cái củ với dàn chân đế đó coi ha. Còn khu đế rất là đẹp nha các anh chị em. Dạ rồi, 900 anh ha. Mỹ Cam. Mỹ Cam. Rồi tiếp theo có đổi cây. Đây là cây số 12. Là một cây vàng lá chung. À cái này là vàng không? Vàng lá chung, vàng lá chung. Có củ xù nữa. Đây, vàng lá chung. Đó. Bonsai lùng lực. Củ đế xù luôn. Đây, phần nhìn cái củ rất là đã luôn. Thần đế dưới đây. Rồi. Tiếp theo là chiều cao. Từ mặt bầu đến ngọn là 7 tấc rưỡi. Tá ngang là 8 tấc. Rồi, chúng đo phần củ của anh chị em xem. Củ xù nó gì được 4 tấc á. 3 tấc 9. Dạ. Rồi hoành thân đi đây. Rồi vị trí đây được 25 hoành. Rồi. Đường kính bầu của nó là 3 tấc rưỡi. Rồi cây trang đơn vàng lá chung mã số 12. Giao lưu giá là 1 triệu 2. 1 triệu 2. 1 triệu 2 anh ha. Nút bao ship toàn quốc. Rồi, cái này về mình muốn bonsai lùng nữa thì mình cắt lại ha. Cắt lại nữa. Cũng cắt lại đẹp gió ngọn á. Rồi tiếp thêm một đôi cây. Dáng đẹp. Dạ. Đánh cây số 13. Mỹ Cam. Đó là Mỹ Cam. Cái này mà cắt lùng lực lại thì cũng dữ lắm luôn. Ờ, cụ đế nở đẹp. Quá cỡ luôn. Đó. Tiếp theo là chi tiết. Từ mặt bầu đến ngọn là 1 mét. Tá ngang cũng là 1 mét. Quá trời cây này bông. Rực rỡ. Cái hoành cũ của nó nè, cũ đế đó, là 55 hoành, 54 thôi. Dạ rồi. Rồi cái cũ kẹo luôn đó nha, là 44. Dính dính cái rễ anh. Đúng rồi, đo đo phần này, đo đo. Đúng rồi. Rồi đo cái cũ trên này ha. Dạ. Là 28. 28. Rồi. Đo cái eo nhỏ đi, là 17 hơn, cái 17. Và cây Mỹ Cam ở số 13. Nhưng tôi lưu giá là 1 triệu 2. 1 triệu 2 anh ha. Chúng bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi. Tiếp theo một đổi cây. Mỹ Cam thì rực rỡ của chú ha. Tiếp theo đến là cây số 14. Số 14. Cũng là một cây trang đơn vàng lá chung. Có củ xù nữa. Củ này bự hơn nữa của anh em ơi. Quá cỡ cái cây này rồi. Vàng lá chung đây đó, mặt bông đó. Cái này cũng phải cho chúng mình coi mặt bông cho rõ đây ha.
Đây, tới cái củ nó đây. Tới cái củ đẹp rồi. Chi tiết chiều cao là 7 tấc 8. Tới ngang là 8 tấc. Hoành củ nồi đế như thế này là nó 50-51 của anh. Dạ đó, củ gì đó. Rồi hoành thân vị trí đây là 26 hơn. Rồi, em kể 26. Đường kính bầu là được 3 tấc rưỡi. Mã số 14. Đơn giản nói chung, củ xù. Nước kia lưu giá là 1.400.000. Bao ship toàn quốc. 1.400.000 anh ha. 1.400.000. Bonsai lùng được lên cái chậu rất đẹp quá anh chị em ơi. Vì mình chỉnh chữa xương xương nó thôi nha. Dạ. Rồi, tiếp vào rồi. Tiếp theo đổi cây. Đến nơi cây số 15. Đến cây mỹ cam. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là được 1 mét. Tán ngang 9 tấc. Cây này thì cũng dán siêu siêu nè. Dán bài bài. Không có cái củ đặc nữa. Tròn vậy nè. Bình củ đặc gì được 32 hoành. Cây này củ tròn ấm luôn. Hoành thân eo nhỏ nhất đi là được 13 hoành. Dạ. Rồi cây mỹ cam mã số 15. Quay chú vô lưu với giá là 850 nha. 850 nha. 850 anh ha. 850 nha. Bao ship toàn quốc. Đường kính bầu của nó là được 3 tấc rưỡi nha các chị em. Mã số 15. Rồi, về làm cây bay luôn của chú. Đúng ơi. Rồi, chỉnh dáng bay luôn rất đẹp luôn đó. Yeah. Rồi, tiếp theo đến với cây số 16. Cây này cây gì ngồi? Mỹ anh? Cam. Ở mỹ cam hả? Mỹ cam nữa. Sao nó lai lai cái màu này độc nha quý chú. Nó hơi đậm. Chiều cao là 7 tấc 7. Tán ngang là 7 tấc rưỡi. Cây này có hai cái dòng ấy luôn đó chú, hai dòng hoa. Đây cái củ nó cũng củ xù của anh chị em ơi. Củ xù gì được 3 tấc 7 á, củ xù. Rồi vị trí đây. Trên này là 21. Cái eo nhỏ nhất là 12. Rồi. Tốt thân 1 tấc. Quay cái đi anh, rồi em chỉ cho quý chú mình coi cái bông của nó độc đáo lắm chú. Đó, cái củ này đẹp nha chú. Cái bông cũng khác lạ nữa nè. Đây là cái bông nó hôm nay là nó có sọc luôn nè. Nè. Nó có sọc luôn nè, nó. Đúng rồi, nó có sọc sọc đó. Sọc luôn nhưng mà màu khác ha. Rồi quay bên kia giùm em đi. Còn cái màu cam của nó đây. Đây. Đó, màu cam nữa. Hai màu khác nhau luôn nha chú. Trên này có hai màu, cái màu kia là nó qua cái màu đỏ hồng luôn à. Đúng rồi. Rồi cái cây mỹ cam mã số 16. Nước kia lưu giá là 750.000 ca. Cây này 750.000 thôi nè. 750.000 thôi. Hai màu bông luôn. Mà bông cái màu kia có sọc luôn. Rồi đổi anh ơi. Rồi qua ship toàn quốc. Mã số 16. Tiếp theo mã số 17. 17. Trời. Đó là một cây mỹ hồng. Mỹ hồng. Quá đẹp luôn. Mỹ hồng. Mỹ hồng. Mỹ đó hồng, bông ở đây. Cây thuận hết trơn các anh chị em. Dạ rồi. Tiếp theo là chi tiết chiều cao. Từ mặt bầu đến ngọn là 1m2. Tán ngang cũng là 1m2, nhũ kể 1m thôi. Đây, đặc biệt có cái củ đế đẹp nữa nè. Cây trực. Và gốc vị trí đây được 25 hoành. 25 hoành. Rồi cái củ gì nha. Củ được 38. Dạ. Yeah. Đường kính bầu là 4 tấc. Thoát thân đến cốc cành là 2 tấc. Rồi cây mỹ hồng mã số 17. Nhốt vô lưu với giá là 1.500.000. 1.600.000 các anh chị em, 1.600.000. 1.600.000 anh ha. 1.600.000. Rồi. Tiếp tục giúp em luôn. Ship toàn quốc. Mấy cây trang là ship toàn quốc hết anh toàn ha. Toàn quốc hết luôn. Cây khá nặng của anh chị em ơi. Rồi, tiếp theo mã số 18. Là một cây mỹ cam nữa. Mỹ cam nữa. À, có cái củ thụ luôn. Cái cây mỹ cam đẹp quá chú ơi. Hôm nay mỹ cam đẹp. Chiều cao 7 tấc. Tán ngang 7 tấc rưỡi. Đây, mỹ cam củ này cũng nấy đặc vậy nè. Quá cỡ luôn. Củ gì được 45. Dạ.
Rồi củ xù trên đây được 30. Củ đặt vậy đó ha. Đó. Rồi thân luôn anh ơi. Thân nó giót lại bóp chỗ eo nhỏ nhất là 16. Dạ. Rồi. Đường kính bầu là 3 tấc 6. Cây mỹ cam mã số 18. Chúng tôi lưu giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu. 1,2 triệu. Lúc trước mấy cái củ mà mỹ cam được vậy là bán mấy triệu bạn. Đó. Đây cô chú. Nổi gõ lên luôn. Cả luôn. Quá đẹp quá anh chị em ơi. Còn bông nữa nè. Tàn cái gì đặc luôn. Quay. Đây, cái bông rất đẹp ha. Bông sáng lắm sáng. Rồi. 1,2 triệu anh ha. 1,2 triệu. Chúng tôi xuất toàn quốc. 18. Tiếp theo mã số 19. Cũng là một cây mỹ cam, cũng có sổ củ xù luôn. Rồi rồi. Tiếp theo là chi tiết. Từ mặt bầu đến ngọn là được 7 tấc rưỡi. Tá ngang là 8 tấc. Đây củ xù lên thân luôn. Cái củ như đây được 34 hoành. Rồi hoành eo ở đây, hoành củ ở đây là 26. Dạ. Eo nhỏ lên đây là 17 của anh. Rồi. Đường kính bầu nó 3 tấc rưỡi. Cây mỹ cam mã số 19 nhưng lưu giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu anh ha. 1,2 triệu. Chúng tôi ship toàn quốc. Rồi, đổi nó rồi. Theo đúng chỗ đó cây. Cây rất đẹp của anh chị em ơi. Rồi, tiếp theo tên mà cây số 20. Mỹ cam luôn. Mỹ cam. Nói chung mấy cam mà củ nào nó cũng giống như củ nào chứ chú. Củ nó trội hơn mấy cái kia nhiều ha. Đẹp. Tiếp theo là chi tiết. Từ mặt bầu đến ngọn là được 8 tấc rưỡi. Tá ngang 9 tấc. Hoành củ xù đặt gì được 30 hoành. 30 hoành. Hoành eo nhỏ nhất là được 14 hoành hơn. Đường kính bầu là 3 tấc rưỡi. Mã số 20. Nước vô lưu giá là 950k. 950. Nước qua ship toàn quốc. 20. 20. Rồi. Rồi tiếp theo đến mã số cuối cùng là số 21. Cũng là một cây mỹ cam. Dán bye bye. Mỹ cam. Chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là được 9 tấc rưỡi. Tá ngang là 8 tấc. Hoành gốc vị trí đây được 18 hoành. Dạ rồi. Đường kính bầu là 3 tấc 2. Rồi cây mỹ cam mã số 21. Chúng tôi lưu giá là 700. 700 thôi ha. 700. Cây này thì hơi yếu hơn. Nó yếu cũ hơn. Rồi, 700. Nhấn bài. Rồi. Cũng là cây cuối luôn anh hả? Cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Thì ngày mới Dũng kính chúc toàn thể của ban anh chị em gần xa đang xem kênh được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và ngày mới phát tài. Của ban anh chị em gần xa xem theo dõi thương tình ủng hộ, Dũng trân trọng cảm ơn. Và Dũng qua trân trọng cảm ơn của ban anh chị em gần xa đã ở thương tình ủng hộ Dũng những clip vừa qua. Mến chào của ban anh chị em và hẹn của ban anh chị em những clip video tiếp theo. Dạ rồi, clip này thì đặc biệt là những cây bông trang đẹp ha chú, cũng mong quý chú xem yêu mến ủng hộ cho anh và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều cây đẹp nữa trên kênh. Con chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại.